Hôm nay rất là vui bởi vì là có hai bác cùng với lại anh chị ở bên Đức qua bên này chơi thăm gia đình đây. Thế thì biết Bây bạn giờ rồi không? Làm này với Alicia. cứng họng rồi không biết nói gì Thôi nữa. đừng nói Hồi gì hộp nữa. quá không nói được. Alicia, Quay lên này. con có thích không? Ông bà mới lại bác sang chơi con thích không? Con thích không? Bộ Không, con con thích có chứ. con thích. Do con phải trả lời to lên thì mới nghe được. Em sao? Ờ con có. Con thích. Xấu hổ. Xấu hổ đi ra ngồi chỉ quý bà nào. Thế bây giờ mới phỏng vấn này, bây giờ mới phỏng vấn hai con bác là đi đi xe từ bên đấy sang bên này. Sao? Thấy sao? Có vất vả có mệt không? Cũng bình thường. Bình thường bao nhiêu Nói tiếng? chung là đường 9 tiếng. Đường thì xa nhưng mà phấn khởi vui và muốn sang gặp các cháu năm ra là cũng không mệt lắm. Đường thì đẹp xong rồi xe tốt rồi xe tốt đi không khí thì trong lành. Chắc là khoảng chục tiếng. 9 tiếng. 9 tiếng. Ôi ôi thế mà thế là nhanh ấy chứ. Sao tính là 10 tiếng. Đi tầm đêm thì nó vắng xe thì đi nhanh xong lại thời gian nghỉ cũng ít. Ừ. Thế là cũng thoải mái. Thế là thoải mái. Các cháu để tiếp đón đồng nghiệp như này là các bác phấn khởi lắm, vui mà là mong các cháu làm ăn khớ 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 thì mỗi năm các bác sang chơi một lần. Ôi giời ơi, chỉ mong thế thôi. Xong về đón Sena về Việt Nam. Chơi. Elisa về Việt Nam không? Thế là mama lại về đón đi nhé. Ờ, vâng. Bác ăn thử cái kẹo sô cô la đi. Ôi giời ơi, uống cùng với cà phê cũng được. Kẹo. Hay là Lakis. Ăn cái đấy bố có ấy không? Bố có thấy ngon không? Cái gì ngon bố ăn. Gọi là phải dừng không lại thôi chứ còn. Cái tại vì cái kẹo này nó không phải là kẹo vị bình thường, cái kẹo này là kẹo vị đặc biệt. Ờ. Có phải quá chà ná không? Không. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Sức khỏe nhá. Yo. David Zo chưa? David. Còn David đâu? Cái này là cứ ngày là giảm ra ăn cái gì? Hả? Nhưng mà đừng có lấy con dĩa của mình bố. Để cho lấy con dao cho. Ăn món của ơi, cứ mỗi thứ thử một tí. Nè bác, cho con dao cắt. Đấy. Lấy cái thìa cái muôi. Vesco, welcome. Tối hôm trước nó vừa bảo thế, ví dụ nhưng mà ví dụ mà hôm sau mà cua nó bò ra thì làm nào? Thế là y như rằng đêm hôm đấy cua bò lóm ngóm mà nhìn sợ thế cả người, sợ thật. Cua to. To. Bằng mình để ở cái xô đặt ở ngoài trời thì đã nghĩ là nó không bò ra mà làm sao nó bò được bác. Đây đây, ui dồi ôi, nó như là cái gì à? Luộc lấu lên ăn được. Luộc ăn quá nó vào cho đá. Xong rồi xay làm canh ấy. Thế là từ đấy giờ đi là cạch cho đến bây giờ không có cua cãi gì nữa đấy. Đúng rồi, để cho mọi người. Cái lấy ly xe. Ôi giời ơi. Giờ đến chắc thành niên ra đây đá bóng thì chẳng vui. Đúng rồi đó, mùa hè đá bóng. Vận động. Úi dồi ôi, David kìa, ôi David kìa. Ôi giời ơi, David. Nằm xuống, yên lặng chứ. Thấy chưa?
lên. Yeah, yeah. Cẩn thận ướt đít đấy con ạ. Này, trên hai vườn. Trên hai vườn. Vứt tu khen. Bác thấy có sợ không? Đứng ở trên cao thì đấy, đứng ngay cho chụp cho kiểu ảnh cả nhà từ trên cao nhìn xuống. Đứng ở khu vực nào ấy rồi? Đấy, đứng ngay đây. Bảo Janice đứng vào, nó đâu rồi? Không, cứ từng cái một bình tĩnh. Rồi. David nữa. Đứng trước ông. Đứng trước ông. Thế đúng rồi. Bác ăn ngon không? Nón trên là tuyệt vời. Trên là tuyệt vời. Thế là thích rồi. David đã ăn kem rồi con. Từ từ chứ. Ăn cái khác đấy. Con ăn gì ấy? Chicken nuggets. Cảm ơn các bạn đã xem video của gia đình mình. Các bạn hãy nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho gia đình mình nha. Và đừng quên ấn nút chuông thông báo để các bạn có thể nhận được video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.